ở game đấu thứ 3 trong ngày thi đấu hôm nay, tức trận đấu thứ 9 trên 18 trận của cục diện bảng A với map thi đấu Midama. Tôi là Caster Tuấn Tài sẽ đồng hành cùng Caster Duy Đức ở trong trận đấu này. Vâng, và chúng ta có được một đường bay cắt chéo bản đồ hơi lệch phía dưới một chút, nó cũng sẽ ổn thôi khi mà các team chúng ta vẫn tiếp cận được với những khu vực quen thuộc của mình. Ví dụ như là Redmi Firestar đó, họ vẫn đang bay lên phía trên đầu đường bay và góc khoảng 11 đến 12 giờ của cái bản đồ này như thường lệ mà thôi. Alien Gaming, Đà Nẵng City Esports, tất cả các team chúng ta đều đang di chuyển rồi. Team No One lại hướng về gần đó là khu vực La Bendita như thường lệ, họ vẫn sẽ chia người rộng quanh đây mà thôi. LG Divide đang hướng xuống Chumacera. Only Gaming, Southside Gang cùng với một vài cái tên nữa bay rất sâu trên phía dưới. Tuy nhiên một lần nữa chúng ta lại được nhìn thấy tình huống đụng độ sớm đến từ anh trai Esports cùng với Oletter. Bây giờ thì bì béo đã bị độc cao rồi. Phục Cun đang ở đây tìm kiếm những mục tiêu của mình, một khẩu Beryl trên tay và có được thêm một điểm độc cao nữa. Anh trai Esports đang làm rất tốt trong những tình huống giao tranh như thế này. Họ đã có cho mình một điểm kill đầu tiên rồi, cùng với một người nữa bị độc ao đến từ Oletter. Lợi thế đến từ anh trai Esports đang là rất nhiều. Vâng, những tình huống giao tranh ở ngay điểm đầu trận đấu, đây là những tình huống mà họ đang cố gắng kiếm về cho mình đấy, cái phần diện tích của khu vực Power Grid, khu vực nhà máy điện. Và bây giờ là những tình huống bắn tốt hơn đến từ của Mochino nhá. Play bên phía team Oletter là người yếu bóng hơn rồi. Và trong tay của Mochino cũng chỉ là một khẩu AK thôi và không có một cái scope nào cả. Giáp cũng chưa có, chỉ có cho mình đó là một cái mũ một. Và rõ ràng thì xét về mặt lợi thế, các thành viên bên phía team anh trai Esports đang vượt trội hơn rất là nhiều về ít nhất mặt trang bị, súng ống hay thậm chí là kể về mặt nhân sự. N02 và cả vị trí của Hải Hoàng sẽ phải di chuyển ở phía bên ngoài. Và cái lượng trang bị của họ không phải là quá nhiều đâu nha. Họ sẽ là team bắt buộc phải rời khỏi khu vực này thôi. Vị trí Hải Hoàng cùng với N02 đến từ Oletter Esports, hai người chơi còn lại, họ sẽ phải bắt đầu rời khỏi khu vực này. Hải Hoàng là người đi trước. Và N02 có lẽ là hơi khó khăn trong việc đó là rời đi rồi, khi mà xung quanh anh ta khắp nơi đều là người đến từ anh trai. Thực sự Oletter Esports đang liên tục gặp phải những khó khăn trong giai đoạn đầu trận khi nhảy chung khu cùng với cả anh trai Esports. Bây giờ Mochino, anh ta có thể dứt điểm luôn đi vị trí của N02, vẫn đang cố gắng bỏ chạy thêm vị trí Harry bọc đầu nữa. Bây giờ làm sao mà chạy ở đây, một khẩu S12K trên tay quả nết được rút ra, có lẽ nó sẽ không đạt bất kỳ sự hiệu quả nào cả. Tiếp tục trả đồ vào, một khẩu shotgun. Bây giờ thì Phúc Côn bị knock out đây, N02 làm tốt và anh ta cũng sẽ phải nằm lại sau tình huống mà Tuấn Anh đẩy lên. Vẫn kéo được theo một người, đó là Phúc Côn, rất tốt đến từ N02 rồi. Vâng, đội hình cái thành viên bên phía team Oletter bây giờ thì họ tan tác rồi, họ chỉ còn một thành viên cuối cùng là Hải Hoàng thôi. Và anh chàng này sẽ di chuyển. Nhìn lại một chút về vòng bo đầu tiên, ui, một vòng bo mà nó trái ngược hoàn toàn với cả những vòng bo ở vòng vây thứ chính xác ở trận đấu thứ đầu tiên và trận đấu thứ hai. Một vòng bo nó lệch về hướng 11 giờ của bản đồ map Tiro Mirama. Và hiện tại của tâm họ đang là đội hình cái thành viên bên phía team Redmi Fire Duck nhờ. Và với khu vực này thì tôi nghĩ rằng các cầu nào chúng ta sẽ hầu được ít nhất là khoảng 2 vòng phây nữa, đến tận vòng phây thứ 3 thì họ mới bắt đầu phải di chuyển cơ. No One họ sẽ cố gắng di chuyển vào từ góc 5 giờ. Và trong khi đó thì những team đang được ủng hộ đến từ vòng bo này là Đà Nẵng City Sport hay thậm chí là cả đội hình các thành viên bên phía team Unicorn Sport nữa. Một vài player bên phía team Dead End cũng đã có mặt ở trong khu vực thành phố El Bozo rồi. LG Divide và King Queen Lady đang là hai team mà tiệm cận nhau khá là gần ở dưới hướng của góc 6 giờ. Và khả năng cao sắp tới thì King Lady họ cũng cần phải di chuyển thôi. Nếu như không họ di chuyển chậm thì sẽ phải bị đụng độ với đội hình cái thành viên bên phía team LCD Vi, một team mà vừa đạt cho mình cái top 1 ở trong trận đấu thứ hai vừa rồi. Vị trí của King Queen Lady thì họ vẫn cũng đã cắt cử ra hai người đi trước vào bên trong vòng bo rồi. Tuy nhiên thì vị trí của Thảo Vân Tam Thất đang gặp những cái sự khó khăn khi mà bị LCD Vi gây áp lực vào. Thế nên là Hanakoichi đã quay lại để có thể hỗ trợ cho người chị em của mình. Có lẽ sớm thôi họ sẽ thoát ra khỏi cái góc khó đó để quay trở lại với thành viên từ Dead End, BNMB. Cái tên cho tới thời điểm hiện tại cũng làm em khá ấn tượng, không chỉ vì cái tên của anh ta mà cái tình huống xử lý cá nhân cũng thực sự là tốt cho thời điểm hiện tại. Họ đang bắt đầu di chuyển rồi. Trước mặt họ có cái tên đó là Redmi Firestar Duck, cái tên đang chiếm cho mình đó là trung tâm vòng bo. Một thoáng nữa thôi thì họ sẽ có cho mình điểm dừng chân. Bây giờ có những tình huống va chạm nhẹ đến từ Đà Nẵng Seas cùng với một cái tên nữa đó là Unicorn Esports. Những viên đạn giao lưu chào hỏi nhau nhẹ nhàng mà thôi, chưa có bất kỳ một cái sự nguy hiểm nào được đưa ra đến từ cả hai bên cả. Subinda dừng xe lại ở đây để lấy thêm lượng thông tin, biết sự xuất hiện của nhau rồi. Unicorn Esports cùng với cả Đà Nẵng Seas đều sẽ phải cẩn thận trong tình huống di chuyển như thế này. Subinda liệu anh ta đã bị lộ ra cái góc đứng hay chưa đây? Đà Nẵng Seas Esports vẫn đang tràn lên, trong khi đó phần còn lại của Unicorn Esports thì tiếp tục di chuyển. Có những viên đạn trao đổi qua lại, vẫn chưa có ai nằm cả. Liêm đã dừng xe xuống sẵn sàng tình huống giao tranh rồi.
Chính xác. Unicorn Sport ở thì ở phase đầu tiên này là những cái pha combat thực ra đối với cái này VPP Team Unicorn Sport họ cũng không phải là quá cần thiết. Và phần nào đó chúng ta vẫn thấy được rằng họ vẫn đang có vị trí trong bò. Họ hoàn toàn có thể giữ người hay thậm chí là di chuyển đến một khu vực khác để có thể loot đồ. Là cả cái thành viên bên phía team Đà Nẵng Seed nữa hay thậm chí là đội hình của thành viên bên phía team Unicorn. 15 team, 56 player ở phút thi đấu thứ 6. Rõ ràng thì trận đấu này chúng ta sẽ có một khoảng thời gian khá là yên bình. Thường sẽ là tập trung vào những pha di chuyển, những pha loot đồ lẻ của tất cả các team thôi. Và với khoảng thời gian đó thì chúng ta cũng có thể nhìn lại được một chút về đó là những cái chiến thuật của tất cả các team hay thậm chí là kể cả chiến thuật của từng in-game leader trong từng đội hình một, xem họ côn team và di chuyển bo như thế nào. Hugo ở đây thì cũng đang cố gắng di chuyển lên cục 2 round để lấy về cho các thành viên bên phía team Unicorn Esports một lượng thông tin và phần nào đó thì họ muốn kiểm soát lại khu vực này. Cả hai bên quyết định rút về rồi. Đó là một quyết định hợp lý khi mà nó sẽ có lợi cho cả hai. Không ai muốn va vào nhau ở thời điểm sớm như này cả. Sẽ dẫn đến những tình huống bất ngờ không đáng có và hoàn toàn có thể gây ra một cái ảnh hưởng xấu đến kết quả của toàn đội. Unicorn Esports Lê Quốc Tín anh ta thì đi lẻ so với những đội của mình để lấy thêm những lượng thông tin scout, đồng thời có thêm những lượng trang bị. Trước mặt thì có Hải Hoàng đến từ Oletter Esports. Tàn dư của Oletter đang di chuyển tới đây và Lê Quốc Tín liệu có tình huống nào bắt được người hay không đây. Tình huống sấy đầu tiên nó chưa chính xác cho lắm, bây giờ vào nhà lấy thêm chiếc xe. Muốn đuổi theo hay chăng? Tìm kiếm một góc khác để sấy, tuy nhiên cũng không trúng được viên nào cả. Hơi đáng tiếc cho có thể cho anh chàng đến từ Unicorn Esports. Chính xác. Lê Quốc Tín và cả những người đồng đội của mình. Và có lẽ bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại một chút về cả đó là map tổng đi, để xem tất cả các team của chúng ta họ sẽ di chuyển nào. Khi mà từ nãy giờ chúng ta cũng phó cây Unicorn Esports khá là nhiều rồi. LG Divine, Jaken, Thanh Bình cũng đang có thì cũng muốn đâm sâu vào hơn trong bo với pha một góc di chuyển từ góc 6 giờ. Thanh Bình, Jaken hay thậm chí là Jaken ngày hôm nay bắn khá là tốt nhá. Có chăng thì cá nhân anh thấy rằng vị trí của Turtle đó là player mà hơi chốc ở sau game đấu thứ 2 vừa rồi. Ở ngay từ đầu trận đấu thì Turtle cũng đã có tiêu sấy, thực sự phải nói rằng chưa thực sự là nắn hot cho lắm. Một phần nào đó thì Turtle cũng phải nằm xuống khá sớm. Rõ ràng thì cái tính chất của Turtle thì hiện tại trong đội hình LG Divine chúng ta cũng phải dễ hiểu, chúng ta sẽ dễ cảm nhận được thôi khi mà anh chàng này đang là player mà nắm giữ vị trí in-game leader để có thể mà côn team hay thậm chí là kiểm soát được các player trẻ sẽ di chuyển ở trong team như thế nào. Đây là một cái trách nhiệm khá là lớn cho vị trí của Turtle và cá nhân Turtle cũng cần phải thay đổi, giống như cả vị trí của Hải Saki ở trong đó là đội hình thành viên bên phía team Solar Esports vậy. Cả hai player này đều đang gánh vác cái trọng trách đó là một in-game leader, người sẽ dẫn dắt các em với cái kinh nghiệm của mình. Hoàn toàn đồng ý, khi mà lớp trẻ đi lên thì chúng ta phải có những con người chấp nhận lùi về phía sau để tạo ra những cái tiền đề, tạo ra những cái sự vững chắc cho toàn bộ cái đội hình. Bây giờ chúng ta có được team đầu ăn. Vừa rồi thì chúng ta có thể nhìn thấy một tình huống mà NBK đã bổ sung thêm cho mình, đó là thêm một chiếc xe ô tô nữa. 4 người 4 chiếc xe, lượng phương tiện là cực kỳ nhiều và sẵn sàng để giúp cho họ có những lớp backup, những lớp cover trong khoảng thời gian tiếp theo. Bây giờ cùng nhau di chuyển và tìm kiếm cho mình một điểm dừng chân phù hợp thôi. Trước mặt thì không có bất kỳ một cái tên nào cả. Quãng đường của team No One sẽ khá là yên bình. Cho tới thời điểm hiện tại đã 8 phút thi đấu trôi qua rồi, chúng ta vẫn chưa có quá nhiều những cái diễn biến hấp dẫn, trừ tình huống giao tranh giữa anh trai Esports và Oletter như thường lệ. Redmi 5 Star lần này thì họ vẫn giữ được cho mình vị trí đó là tâm bo. Ở gần thì có thêm cả các thành viên đến từ Unicorn Esports và cả Dead End nữa. Vẫn chưa có điểm kill nào cả. Thực sự là các cô nàng đến từ Redmi 5 Star Duck cho tới điểm hiện tại họ vẫn đang thể hiện khá tốt, đánh giá ở mức độ ổn và hoàn toàn nếu mà họ có được cho mình những cái thứ hạng cao hơn và có thể có được cho mình một vài cái top 1 trong khoảng thời gian tiếp theo thì hoàn toàn cái việc mà họ xuất hiện tại vòng container là điều chúng ta có thể nghĩ tới được. Khi mà cho tới thời điểm hiện tại thì chỉ có 3 cái tên duy nhất ở đang có top 1 trên bảng xếp hạng thôi. Thế nên là từ phía dưới cái việc mà các cái team từ thứ 4, thứ 5 phải so điểm kill với nhau là hoàn toàn có thể xảy ra. Chính xác. Xét về mặt kỹ năng của các thành viên bên phía team Redmi 5 Star Duck thì ở hiện tại để mà so với cả các team nam thì dự phải nói rằng họ cũng đang thua hơn một chút, nhưng về cái tinh thần chiến đấu của Redmi 5 Star Duck hay thậm chí là về cái sự cố gắng của họ, chúng ta thấy rằng là họ là những bóng hồng và phần nào đó thì họ vẫn đang thi đấu cực kỳ là tốt nha, và họ đang giữ cho mình một cái vị trí ở khu vực nửa trên của cái bảng xếp hạng. Và nếu như đúng như Duy Đức nói và Redmi 5 Star Duck mà có cho mình một tấm vé vào trong vòng trong thì thực sự phải nói rằng vòng container của chúng ta nó sẽ rất là thú vị và có rất là nhiều màu sắc, được ít nhất có một team nữ tham gia vào. Và vừa rồi chúng ta đã chứng kiến vòng phây thứ 2
Vòng bo thứ hai này vòng bo hơi hướng trung lập, bo với tâm của vòng bo cũ, và hiện tại thì vẫn ôm vào khu thành phố của các thành viên bên phía team Redmi Fire Duck. No One sẽ là lựa chọn cho mình vị trí tâm bo và nối ngay sau đó đổi cái thành viên bên phía team LG Divide. Còn ở khu vực cánh trái chúng ta có đó cái thành viên bên phía team Island Gaming, hay thậm chí là King Queen Lady. Inigo Esports đã cố gắng di chuyển vào khu thành phố rồi, và như vậy thì trong khu vực của các thành viên bên phía team Redmi Fire Duck trong khoảng thời gian sắp tới sẽ có ít nhất khoảng 3 cho đến 4 team focus vào khu vực này. Inigo Esports Subin Down đã phải làm xuống một tình huống bắn tốt đến từ khẩu Hoàng Linh, một tình huống bắn tầm gần đến từ khẩu Barry của mình. Có rất nhiều team đã bắt đầu phải di chuyển rồi. Bây giờ chúng ta một lần nữa được nhìn thấy tình huống đụng độ đến từ Unicorn Esports cùng với cả Đà Nẵng City. Tuy nhiên thì Đà Nẵng City đã bắt đầu lên xe và di chuyển rời khỏi khu vực này rồi. Liêm đã phó cơ teo. Tuy nhiên thì họ nên tập trung lại việc đó là giữ mạng cho Subin Down thì hợp lý hơn. Nhưng mà cái góc đó cũng quá khó để có thể phó cơ vào thành viên đến từ Đà Nẵng City Esports rồi. Redmi Five Star Duck thì vẫn ở tâm bo, không có ai động được đến họ cả. Cho tới lúc mà có bất kỳ đội tuyển nào công vào hoặc vòng bo giật đi thì có lẽ đấy mới là khoảng thời gian mà Redmi Five Star Duck mới phải di chuyển. Unicorn Esports đã thành công trong việc đó, bảo toàn cho mình 4 thành viên rồi. Only Gaming ở quả đồi bên phía đối diện. Lượng thông tin được cung cấp cho các thành viên đến từ Unicorn Esports cho thấy thì hiện tại vẫn là ít. Không có quá nhiều những đội tuyển di chuyển ngang qua đây, và đó cũng không phải một góc quá tốt để lấy thêm lượng thông tin khi mà họ đang ở góc low ground. Master Buffalo Gaming đang tiếp cận cho mình vòng bo từ phía bên phải. Trước mặt họ thì có chăng chỉ là thành viên đến từ LG Divide mà thôi. Không có quá nhiều những sự nguy hiểm đâu, khi mà phía trước mặt cũng có rất nhiều khu nhà cho họ có thể dừng chân lại được. Vâng, chính xác là như vậy. Master Buffalo Gaming, vị trí của Rosy, Wang El, Nivan và cả đó là vị trí của Jilin. Và 4 player này thì họ đã tiếp cận được vào gần hơn với các vòng quay thứ hai này từ khu góc 3 giờ. Master Buffalo Gaming ngày hôm qua họ đang thi đấu rất là tốt nha. Rõ ràng thì ngày hôm nay thì họ cũng chưa để lại được quá nhiều ấn tượng. Mặc dù chúng ta đã thấy rằng những player đã có những cái pha highlight của mình, ví dụ như là chiếc Hoàng El hay thậm chí là Jilin. Nhưng rõ ràng họ phải cần nhiều hơn thế để có thể mà khẳng định cho mình cái tấm vé vào trong vòng contender vòng 24 team vào trong cuối tuần sau. Vị trí của Rosy hiện tại trên tay là một khẩu SKS hay thậm chí là một khẩu Beryl, combo đồ cũng khá là ổn thôi, combo đạn 7 đủ để có thể gây sát thương cho các team khác ở trong một pha combat sắp tới mà team này tham gia. Còn quay trở lại về khu vực thành phố Calacoberia, chúng ta có ít nhất là 3 team ở trong khu vực thành phố này rồi. Unicorn Esports có cho mình một khu vực cánh, hay thậm chí là cả các thành viên bên phía team Dead End nữa, còn phần còn lại thì thuộc về những cô gái của Redmi Five Star Duck. Và khu vực thành phố này là khu vực ít nhất đúng như tôi dự đoán thì họ có thể hold được đến phải vòng quay thứ 3 cơ, thế bắt đầu phải di chuyển. Rõ ràng thì Redmi Five Star Duck là những team mà chủ nhà ở các khu thành phố này, thế nên phần nào đó Redmi Fire Duck họ sẽ không thể biết được quá nhiều thông tin của các team di chuyển ở phía bên ngoài, thậm chí là ở đầu bên kia của thành phố Lacoberia, thế nên họ sẽ phải thi đấu hơi bị động một chút ở trong vòng quay thứ 3 nha, khoảng giờ sắp tới. Vị trí Dead End Kiwi cho tới hiện tại thì họ đang cùng nhau giữ với Unicorn Esports và cả Redmi Fire Duck ở khu vực Lacoberia, thành phố mà có khá nhiều cái tên vòng bo nó thu lại, và cả ba team này thì vẫn đang ở trong bo. Tuy nhiên thì cái vị trí đẹp của Redmi Five Star Duck đã không còn được tốt như trước nữa rồi. Họ đã out ra khỏi tâm bo. Hiện tại thì tâm bo đang nằm trong quyền kiểm soát thành viên đến từ team No One, LG Divide và cả anh trai Esports nữa. Bây giờ các thành viên đến từ Master Buffalo Gaming đang phải chịu lượng đạn đến từ Turtle, và họ sẽ gặp một chút khó khăn nếu muốn tiếp tục di chuyển sâu hơn vào bên trong vòng bo. Đà Nẵng City Esports đang giữ cho mình hoàn toàn góc 12 giờ. Và thành viên Hải Hoàng từ Oletter, nếu muốn bước vào, anh ta có lẽ khó lòng đi tiếp được, khi mà áp lực đến từ các thành viên của Đà Nẵng City là cực kỳ lớn. Alex Kay cản bước các thành viên đến từ Đà Nẵng City, không cho họ đi sâu hơn vào trong. Squad of Win, cho tới điểm hiện tại thì họ vẫn chưa có cho mình bất kỳ một điểm kill nào cả. Giữ cùng với King Queen Lady từ góc 7 đến 8 giờ. Bây giờ thì Bình Đô là knock out được một người đồng đội của mình với tình huống cán xe. Rất là hài hước khi mà mới phút thứ 14 thôi, không có ai giết người, thế nên là họ quyết định là tấu hài một chút. Vâng. Ơi, cái này bên phía team Only Gaming, vị trí của Last, vậy thậm chí là cả những người đồng đội của mình, có lẽ đây là những tình huống mà không hiểu nhau thôi. Đến cái thành viên bên phía team Only, ở phần nào đó thì tình anh em chúng ta sẽ không dạn nứt. Họ sẽ tiếp tục di chuyển ở trong quãng đường sắp tới. Bot Cao Lãnh đang là player đi đầu, cũng là một người nữa để có thể mà thu hút sự chú ý của tất cả các team khác. Cùng với đó là
mở đường cho đội thành viên bên Vietnam Only Gaming khi mà vòng phây thứ ba này chúng ta đã có một chút thay đổi so với cái vả của vị trí ban đầu của Only Gaming, còn quay trở lại câu chuyện của sao sai kha khi đây là một player bên phía đàn đang xin spot theo vị trí của Kayler. Vâng, Kayler đã bắt được đó là vị trí của Lady Killer rồi, một tiếng bắn quá hay đến từ anh chàng này. Thực sự phải nói rằng là Lady Killer cũng không thể phát hiện được vị trí của Kayler từ phía hướng đó đâu. Và bây giờ thì cái thành viên bên phía team sao sai kha họ phải thi đấu thiếu người, họ đang phải đối đầu với đó cả bốn thành viên bên phía team đàn đang spot khi mà không biết được một chút thông tin nào về đó là tiền địch cả. Bây giờ thì Hoàng Linh cũng đã bắt được tên của vị trí của Zack rồi. Một player nữa bên phía team sao dài găng đã phải đóng xuống. Bây giờ thì Hoàng Linh cũng đã lộ vị trí nhỉ. Hoàng Linh bị nốc bởi chính đồng đội của mình, đó là vị trí của God Anna. Ôi giời ơi, thành viên bên phía team Đà Nẵng rồi. Vâng, bây giờ ông chết cả hai người rồi. Đội thành viên bên phía team sao dài găng bất ngờ họ lại có thể cân bằng được tỷ số. 60 boy đã phải nằm xuống bởi vào phối hợp đến từ Kayler và God Anna. Nhưng ngay sau đó thì Kayler cũng đã phải nằm xuống. Và như vậy thì đội hình của Đà Nẵng City Sports chỉ còn một, và sao dài găng chỉ còn một thành viên cuối cùng đó là chỉ còn Bù. Thực sự là nhiều lúc chúng ta cũng không biết phải làm sao. Có lẽ một tình huống các thành viên đến từ Đà Nẵng City hơi giật mình một chút. Và bây giờ Bù là người còn sót lại trong khu nhà này. Có thêm rất nhiều lượng trang bị đến từ những cái hòm xác được rơi ra. Vòng bò thứ ba thì đã sắp kết thúc rồi. Chúng ta sẵn sàng vòng phây tiếp theo. Phía trước mặt của Bù thì có một vài những cái tên khác, ví dụ như là Team No One. Phần còn lại của Đà Nẵng City Sport cũng đang ở đây. Bây giờ tiếp tục là một vòng bò đã ủng hộ cho Team No One khi mà Jibu đang đứng ngay ở tầm của vòng bò này. LG Vi còn lại cho mình đó là hai người trong bò, cũng không quá khó khăn để cho JN cùng với JKen có thể tiếp cận được với những đồng đội của mình trong khoảng thời gian tiếp theo đâu. Bây giờ thì vị trí của Châu CB có điểm đâu vào đến từ KL của Squad of Win. Lê Việt Vũ cũng nằm, và đó là tình huống giao tranh mà King Queen Lady đang hoàn toàn là những người có lợi. King Queen Lady có rất nhiều điểm knock out sau tình huống giao tranh đó. Bây giờ thì có thêm cả Only Gaming ở đây. Có tận 3 team đang ở khu vực đó là 7 giờ của cái vòng bo này. Bây giờ thì có lẽ là họ sẽ phải va chạm với nhau đến chết thì mới có thể đi tiếp được. Tiếp tục là mất người đến từ Only Gaming khi mà Dead End đang can thiệp vào. BNME bắn tốt trong tình huống vừa rồi. Vâng, vẫn là 15 team, 49 player còn lại. Và nó chuyển thành 48 rồi mà KL, thành viên của Squad of Queen đã phải nằm xuống. Một tiếng bắn quá tốt đến của Minzy. Bây giờ thì quay trở lại câu chuyện của thành viên bên phía team Only Gaming, vị trí của Hoàng Duy và cả những người đồng đội của mình. Hiện tại thì Hoàng Duy đang có cho mình được đó là một khẩu Scar và một khẩu Mini 14. Rõ ràng thì họ đang cố gắng di chuyển vào sâu hơn khu vực safe zone. Cái thành viên bên phía team Only Gaming thực sự phải nói ra cái nghị lực của họ cũng đang là cực kỳ kiên cường ở trong trận đấu này, nhưng trông như có vẻ là hơi khó cho Only rồi khi bị bắn quá nhiều đến từ khu vực thành viên bên phía team King Queen Lady. Và vừa rồi thì sao sai gà chúng ta đã phải dừng lại vì team 15 trong game thiếu này, trận đấu chỉ còn 14 team thôi. Bây giờ thì tiếp tục là mất máu đến từ Squad of Win. NKV đã có được cho mình một điểm mà gục đến từ Unicorn Esports rồi. Lê Quốc Tín cũng nằm theo, và Dead End đang muốn chặn vào tình huống giao tranh này. Có một người di chuyển, đó là vị trí của Liêm. Anh ta sẽ an toàn được thêm một lúc nữa. BNME ở đây, những cái sự áp lực của anh ta vẫn đang được gây ra liên tục. Và thực sự Dead End muốn có được thêm nhiều điểm mà gục trong tình huống giao tranh này. Mosino đến từ anh trai Esports cũng bắt được một người đến từ Only Gaming nữa và confirm luôn địa điểm kill. Anh trai Esports hiện tại họ đã có cho mình đó là 5 kill rồi. Trước mặt của Tuấn Anh là King Queen Lady. Trong khi đó thì Only Gaming đã phải dừng lại vị trí số 14. Zigu bắt được vị trí của RUV đến từ RUV Coffee. Và bây giờ chủ tịch của RUV đã nằm lại vĩnh viễn rồi. Vâng, anh trai Sport. Hiện tại thì đây cũng là một trong những team mà họ đang cố gắng hầu của Kairao để mang về cho mình một lượng thông tin trước đội hình thành viên về team King Queen Lady. Họ đang có tiếng muốn dươn lên nhưng King Queen Lady không hề trách của Kairao này. Và rõ ràng Tuấn Anh đang là player có lợi thế nhá. Vừa rồi thì Club One cũng đã phải gặp gỡ đây một tiếng nổ xẻ. Và LGD vại JKM bị knock out. Nhưng ngay sau đó thì các thành viên bên phía team ROV họ đã trả một cái giá rất đắt nha. Khi mà Turtle là MDL mà kết thúc lại tiếng 2 thành viên bên phía team ROV. Và LGD vại hoàn toàn có thể cứu lại được của JKM. Vâng, chưa đầy một phút thì các thành viên bên phía team ROV Coffee họ bốc hơi hoàn toàn trước các thành viên bên phía team LGD vại. Không biết là anh Tuấn có để ý không, nhưng đó một tình huống mà Play V sấy nổ chiếc rè người đồng đội mình và khiến cho người đồng đội mình tự bị knock out luôn. Hơi tấu hài đến từ các đội tuyển cho thời điểm hiện tại. Bây giờ chúng ta tiếp tục mất đi những cái tên tiếp theo khi mà Pap đến từ Squad of Win 5, Thảo Vân Tam Thân cũng nghe như vậy khi mà Dead End đang bắn quá nhiều cái tên. Master Buffalo Gaming cũng đang bắn về phía của Alien Gaming. Bây giờ thì góc 7 giờ chúng ta sẽ cực kỳ nóng, có tới 4 cái tên đây. Alien Gaming sẽ đụng độ với anh trai Esports trong khoảng thời gian sớm mà thôi.
LG Divine thì vẫn đang giữ lại cho mình khu nhà góc 4 giờ của vòng bo này và gây áp lực trực tiếp đến các thành viên của Master Pablo Gaming. Hải Hoàng đến từ Oletter cũng đang bị đàn đạo sĩ Esports bắt lại. Anh trai Esports Mochino mất rất nhiều máu do Alien Gaming bắn vào. Và cuối cùng thì Oletter Esports đã phải dừng lại vị trí số 12 rồi. Vâng, 11 team 36 play ở phút giờ đầu thứ 21 rồi. Alien Gaming họ đang cố gắng đẩy sâu hơn một cú set zone nhưng trông như có vẻ là hơi khó nha. Khi mà trước ba đội hình cái thành viên bên phía team Alien Gaming là đội hình của anh trai Sport. Miếu vừa rồi đã knock out và confirm thành viên cuối cùng bên phía team Squad of Queen đó vị trí của Manit và mang về cho mình được đó vào cái top thứ 11. Và cái thành viên bên phía team King Queen Lady họ đang cố gắng vùng vẫy ở khu vực góc 7 giờ này để có thể mà kiếm cho mình một khoảng trống di chuyển vào trong bo. Có lẽ cái khu vực của cái thành viên bên phía team anh trai sắp tới sẽ là cái mục tiêu của cả Alien Gaming hay thậm chí là cả cái thành viên bên phía team King Queen Lady. Bây giờ chúng ta có được góc nhìn nơi mà có rất nhiều team đang tụ tập đây. Kiwi tiếp tục bắt được lục linh đến từ Redmi 5 Startup. Và bây giờ thì vị trí của Redmi 5 Star bắt đầu gặp sự nguy hiểm rồi. Mía đây có một tình huống sấy tốt và knock out luôn được vị trí của Min. Đó là những viên đạn headshot vào đầu và cực kỳ là tốt. Thì tiếp tục những điểm knock out tiếp theo. King Queen Lady đang lên tiếng tại khu vực này. Họ đã có cho mình những điểm kill đầu tiên rồi. Bây giờ thì tiếp tục là trả lời một quả nết quá tốt đi từ vị trí của Mía. Tên một quả lừa nó trả vào NDK sẽ chạy làm sao nữa đây. Ở một góc khác thì Tuấn Anh đã bắt được vị trí của Châu CB. Nhưng đây là Alien Gaming thì clear hoàn toàn ở vị trí số 10. Vâng, King Queen Lady và đây là giặc đến nhà đàn bà cũng đánh rồi. Họ đã có lợi thế trước cả đội hình cái thành viên bên phía team anh trai Sport nha. Cực kỳ quyết đoán đến từ cái thành viên bên phía team King Queen Lady. Nhưng bây giờ họ cần phải cứu lại vị trí của Thảo Vân hay thậm chí là cả Châu CB. Nhưng vừa rồi thì Ari đã bị độc vào và thêm một tình huống clear nữa đến từ thành viên bên phía team King Queen Lady. Vâng, đây là những cô gái, đây là những bóng hồng ở trong giải đấu lần này. Ừ, King Queen Lady thực sự phải nói rằng họ bắn quá điên rồi trong tình huống vừa rồi. Mía trong tay một khẩu Groza. Thực sự phải nói rằng đó là pha càn quét hoàn toàn ở khu vực góc 7 giờ. Và cái thành viên bên phía team King Queen Lady họ xứng đáng có thể mang về cho mình được đó là những cái top cao hơn. 10 kill cho King Queen Lady thời điểm hiện tại có 4 cái tên xuất hiện ở góc 7 giờ và họ là những người bước ra từ chiến trường. Thực sự là quá cháy đến từ các cô nàng chúng ta trong game thi đấu này. Trong khi đó thì những cô nàng còn lại đến từ Redmi 5 Star Duck đang bị Đà Nẵng Seed gây khó khăn và họ đã mất đi vị trí của Dinh rồi. Ở đây tiếp tục tình huống giao tranh đến từ No One cùng với cả Đà Nẵng Seed. Bây giờ thì Alex K đã phát hiện ở vị trí của Rio. Chưa, Alex K đang mất máu, người ta đang phải thay đổi vị trí. Vòng bò đã ép tới rồi. Và thành viên cuối cùng đến từ vị trí của Đà Nẵng Seed là Rio. Anh ta đang cố gắng bùng vây tại góc này. Rio knock out được NDK. Nhưng Alex K sẽ tới ngay để hỗ trợ người anh em của mình. Double knock out cho Rio. Anh ta đang làm quá tốt tình huống này. Mèo ú đang phải chạy tới. Nhưng đây là những tình huống mà muốn đẩy lên confirm kill đến từ Rio. Điểm kill đầu tiên đã có, anh ta hoàn toàn có thể có được điểm kill thứ hai. Zigu thì đang ở trong bo rồi. Đội hình của team No One đang bị chia lẻ. Vâng, Alex K thậm chí là cả NBK đều đã phải nằm xuống. Trận đấu này là một trận đấu mà các thành viên bên No One họ hơi chủ quan rồi. Phần nào đó thì Rio cũng đã thi đấu rất là tốt ở trong tiếng vừa rồi. Và ông ta hãy cùng chờ đợi xem nào, chẳng cuối cùng bên phía team Đà Nẵng Exit Esports sẽ kéo cho các thành viên bên phía team 43 một cái top mấy đây. Hiện tại thì ông đang có cho mình được 8 kill và Rio đang có chiều muốn đẩy sang đội hình các thành viên bên phía team Redmi 5 Star Duck nha. Trước đó thì ông mất đi một player. Và bây giờ thì Redmi 5 Star Duck chỉ còn đó là 3 thành viên nữa thôi. Họ cũng cần phải di chuyển bo khi mà chúng ta chỉ còn khoảng hơn 10 giây nữa mà bo thu vào. Đà Nẵng Seed Esports Rio đang tiến phía viên đến từ Redmi 5 Star Duck. Và bây giờ thì CM24 là mục tiêu. Tuy nhiên thì loạt đạn vừa rồi nó không được tốt cho lắm. Rio có cho mình 3 kill thời điểm hiện tại. Bây giờ thì anh ta đang phải rời khỏi khu vực này sau khi đã lộ vị trí. Redmi 5 Star Duck đang bị dead end gây khó dễ. Có một người mất đi rất nhiều máu rồi, đó là vị trí của Lục Linh. Vẫn chưa có ai phải nằm cả. Nhìn thấy một người đến từ dead end. Trong khi đó một góc khác trên bản đồ thì JK đã bắt được vị trí của Hoàng Eo rồi. Lục Linh đã hồi phục xong. Bây giờ thì Mèo Mèo xía vào 24 sẽ cùng với nhau di chuyển ở góc này. Tuy nhiên thì Dead End đã tới gần lắm rồi. Mèo Mèo đang mất máu. Đà Nẵng City Sport bị bắt lại bởi Thảo Vân Tam Thất. Không, đó là tình huống mà Thảo Vân Tam Thất bắt được thành viên từ Dead End thì đúng hơn. King Queen Lady ở đây họ chỉ mất như một người duy nhất mà thôi. Tình huống giả can thiệp vâng. Giao tranh là quá tốt đi. Có lẽ đó là một tình huống khó cho vị trí của Thảo Vân Tam Thất và anh chàng cảnh giác. Cô nàng này cũng đã bị confirm với quả nết được trả ra đến từ vị trí của Mayo. Nhưng ngay sau đó thì Mayo nằm xuống bên đó là những tình huống bắn đến từ các thành viên bên phía team Dead End. Red Beef Star Duck Lục Linh cũng đã phải nằm xuống rồi, mình tình huống bắn tốt đến từ vị trí của Kaigo One. Jay anh cũng đã knock vào một player bên phía team Master Buffalo. Nhưng vừa rồi là tình huống bắn quá tốt đến từ cổ xía mà ai tử. Nhưng cũng chỉ đến đấy thôi, khi mà đó là một tình huống 1 vs 2 và hơi khó cho các thành viên bên phía team Red Beef Star Duck nhờ. Làm quá tốt rồi chị xía ơi. Họ chỉ mang về cho mình được đó là một cái top 7 ở trong trận đấu này thôi. Trận đấu chúng ta chỉ còn 6 team 15 play ở phút đầu thứ 25 và King Queen Lady lại một lần nữa. Hana Koshi, cô nàng này ông đã phải nằm xuống. Liệu Mia có thể kéo cho các thành viên bên phía team King Queen Lady một trận đấu mà nó bay bổng hay không đây? Đây là một tiếng 1 vs 2 nhỉ? Vì chúng có Mia không được rồi.
bắn quá tốt đến chân của Mayo. Và cái thành viên bên phía team King Queen Lady ông đã phải dừng lại ở vị thứ 6 trong trận đấu này. No One mất đi tận hai người và ông chỉ dừng lại ở vị thứ 5 thôi. Trận đấu chúng ta bây giờ chỉ còn 4 team. LG Divide còn 4 thành viên, Dead End còn 3, Unicorn Esports còn 2 và một thành viên cuối cùng bên phía team Master Buffalo Gaming. Thực sự đó là một góc quá khó dành cho các cú đàn đến từ King Queen Lady. Họ đã làm quá tốt trong game thi đấu này rồi, với hơn 10 kill bổ sung vào tài khoản của mình thì thứ hạng của King Queen Lady sẽ được cải thiện rất nhiều trong bảng xếp hạng. Bây giờ thì Unicorn Esports tiếp tục tấn công về phía của Dead End. Thành viên cuối cùng đến từ Master Buffalo Gaming, vị trí của Hoàng L, anh ta đang ở góc đó là 2 giờ, nhưng có lẽ không được lâu đâu khi mà những loạt đạn đến từ LG Divide liên tục phò cơn vào thế này, thì anh chàng này hoặc là sẽ bị bo đốt, hoặc là sẽ ăn đạn mà chết mà thôi. Vòng bo tiếp theo nó giật về phía thành viên đến từ Unicorn Esports cùng với cả Dead End nữa. LG Divide thì ở rất gần và họ hoàn toàn có cơ sở để tiếp cận được vào bên trong vòng bo này. BNME đang liên tục mất máu rồi, những viên đạn đến từ Hugo vẫn chưa có ai phải nằm lại cả. Dead End vẫn đang sinh tồn tốt, Master Buffalo Gaming thì có lẽ không được lâu nữa đâu. Lượng máu hồi phục của anh chàng này khi hết thì đó sẽ là cái kết dành cho MBG. Vâng, Master Buffalo, anh chàng này đã nằm xuống rồi, một tiếng nói chết bởi outside Blind Zone. Một cái top 4 dành cho cái thành viên bên phía team MBG. Và trận đấu bây giờ chúng ta còn đó là 3 team nữa thôi. LG Divide họ vẫn đang bắn một lối chơi rất là cẩn thận nha. Sẽ là những tình huống di chuyển quãng ngắn đến từ vị trí của Jaken và Jayen. Thanh Bình và Tư Tổ sẽ là những người mà cover từ xa, cùng với đó là sẽ hold xe để có thể các thành viên bên phía team LG Divide có thể có cho mình đó là những cái lợi thế hơn so với cả các đội tuyển còn lại. Thanh Bình bắt đầu di chuyển rồi. LG Divide rõ ràng họ cũng chưa biết được quá nhiều thông tin về Unicorn Esports. Thì phần nào đó thì cái lối chơi điềm đạm của LG Divide triển khai vẫn đang là cực kỳ hợp lý. Bây giờ chúng ta có được góc nhìn những thành viên đến từ Unicorn Esports và cả Dead End nữa. Họ đang cùng nhau giữ cho mình đó là cánh trái của vòng bo này. Vẫn chưa có quá nhiều tình huống nào giao tranh căng thẳng cả. Bây giờ thì Kiwi bắt đầu trả flash ra, anh ta muốn tràn lên khu vực. Có sự xuất hiện các thành viên đến từ Unicorn Esports. Chỉ có Liêm đây chắc chắn đã biết rồi. Flash ném lên như vậy cơ mà bây giờ thêm quả flash nữa, rất nhiều flash được trả ra đến từ vị trí Kiwi. Anh ta muốn tiếp cận đến vị trí của Liêm, đã nhìn thấy chỏm đầu rồi, bắt đầu đặt tâm có một tình huống xấy, nhưng Liêm là người làm tốt hơn trong tình huống này. Headshot ngay lập tức từ vị trí của Kiwi. Giờ thì đơn giản là confirm thêm những điểm kill đến từ Dead End mà thôi. Hugo đã nằm lại rồi, Unicorn Esports chỉ còn lại cho mình duy nhất một người. Chính xác là như vậy. Và bây giờ thì Dead End họ cũng cần phải hold thôi, khi mà LG Divide họ đang dàn trải một đội hình thực sự phải nói rằng họ đang muốn bao bọc hoàn toàn cái pha combat của cái thành viên bên phía team Unicorn Esports, hay thậm chí là cả ba player còn lại bên phía team Dead End. Đây là một cái chiến thuật bày binh bố trận của cái thành viên bên phía team LG Divide là cực kỳ hợp lý nha, và sẽ là tình huống xử lý một mình thôi. Nhấp nhạc quá tốt đến nhịp cài của Mayo là thành viên cuối cùng bên phía team Unicorn Esports đã phải nằm xuống, nhưng tiếp theo Kiwi lộ vị trí và bị đốc vào bởi đó là vị trí của Jayken. Tình huống đưa trở về đó là 2v3 và khả năng cao LG Divide họ sẽ có cho mình thêm một cái top 1 nữa trong ngày thi đấu hôm nay, đúng như mong đợi của những người vẫn đang theo dõi ủng hộ LG Divide. Vòng bo tiếp theo là một vòng bo A hoàn toàn của khu vực của thành viên bên phía team Dead End rồi, và họ sẽ không có mình cho mình một khoảng trống nào để di chuyển vào trong cả khi mà Thanh Bình vừa rồi đã có tiêu bắn quá tốt, BNME cũng đã phải nằm xuống, và bây giờ chỉ có một thành viên cuối cùng đó là vị trí của Kai Guan. Top 1 6 kill dành cho LG Divide, họ đã làm vô cùng tốt trong cả việc đi bo và giao tranh nữa. Chúc mừng LG Divide.